hồi năm 90. Còn đây là 90 của cái chỉ tiêu. 90 của cái chỉ tiêu. Còn đến bây giờ thì biết tôi là trưởng ngân hàng không? Ngân hàng ngoại thương cái bài gì tiền em đọc chưa? Gì mà gửi tiền bao nhiêu rồi, cách tính lãi các kiểu em đọc học không? Đó là cái ngân hàng tính điểm. Bây giờ bộ lên bao nhiêu? 3.000 tỷ. Đấy là vốn pháp định 3.000 tỷ. Có bao nhiêu lần? 3.000 lần. Thì sự vốn pháp định có 2 tỷ. Có 3.000 lần. Là bây giờ sẽ tiền lên cho con người Ấn Độ lên 3.000 tỷ. Ngân hàng không công banh lúc mới thành lập là có vốn điều lệ là có 3 tỷ. À, một đối đúng vốn điều lệ là 3 tỷ. Được năm 91. Em viên em đi làm ARG. À, nó làm gì mình xin làm ARD chứ được. Đâu, nó quen bà nào ấy. Quen như là còn viên cái bà đấy thôi chứ. Quen cái bà đấy thôi. ARD xin làm. Các bạn có đại ARD ngon đúng không? Làm, với cái này thì nước mà nó không sửa. Nó có thể có bác viên. Với lại, nhân viên nó còn bé sửa. Nhân viên có thể ARD thì là ARD không có viên sửa. Đấy, nhân viên nó còn phải đi chi nó bị chứ đội giáo viên. Nhân viên là có lòng thời gian hết, có hẹn này. Con em con em của em đó. Nói chung là bây giờ cũng hết cái chế độ là về số là tiền nữa các bạn. Tự nhiên là mất ra tiền 100 triệu. Ở chỗ anh là Agri về bố về con vào tiền. Bố phải còn 2 năm hưu thì con mới được vào. Bố còn 1 năm rưỡi không được vào. Tức là tuổi hưu mày. Tuổi hưu của mày là 65 thì mày phải về sớm, tức là 63 tuổi phải về rồi. Mày là 64 thì con thì cũng không được vào. Mà bây giờ tuổi hưu sớm không được tiền nữa. Không được tiền thế là sao? Bây giờ nó có thể được Agri nó ghép từ vừa thay đổi cơ cấu hết mà nó cũng hả? Một tổng giám đốc tổng giám đốc nó chết hết thế gì cái lúc mình ra chuồng này thì đang nhìn trong cái chi có cùng mỏ lại nó còn 306 giảm còn 300 để cái gì nó mỗi tội cũng còn đấy còn rất thiệt quá này như gì nó nhiều mỗi tội một chuyện đúng kích chúng mua em đưa bạc đấy nhắc về mà nó không mỏ nó chỉ là đấy nó quay video của anh nói không nghe được hả? Đấy, tắt âm đi rồi. Quay video là cái gì? Cái này á? Mày có tiền mua đâu? Quay video là bán à? Không quan tâm đâu. Bắt đủ. Quay video em ăn nói. Tắt âm rồi. Không đi chẳng tu âm. Ai mấy anh phải sẽ sách vào kìa. Em phải xóa đi kìa. À? Mấy anh cho chuyện sách như vậy giờ ấy. Sách nào? Là chuyện là Sầm Sơn gì gì ấy. Góc phát gì ấy. Phải xóa ấy anh ạ. Không biết rồi ấy. Ờ. Nó quay phim. Nó quay màn hình. Nó đang chơi game. Nó quay màn hình lại. Nó quay hình game để tông cái mạng vào kìa. Ờ. Nó kinh nghiệm chơi game của game chủ. Cái gì mà quay màn hình. Cảm ơn. Cảm ơn kiến thuật em nhỉ. Cảm ơn cậu bá. Cảm ơn bắn thương hơn kiến thuật em.
Đây là hai chị em mình có hai chị.